Chào mừng bạn đến các khu vui chơi giải trí. Đến chơi nhanh nào. Cảm ơn. Đến chơi nhanh nào. Tại khu vui chơi giải trí có rất nhiều trò chơi, cũng như có rất nhiều thứ để ăn nhé. Đây là trò chơi ném bóng. Thiếu đồng tiền vàng nên bạn không thể tham gia trò chơi này. Hãy bấm vào chỗ này để kiểm tra thêm đồng tiền vàng. Có 5 cơ hội để được vỡ quả trứng vàng. Wow, thật là may mắn. Bạn còn lại 4 cơ hội. Bạn còn lại 3 cơ hội. Ôi, thật là đáng tiếc. Bạn chỉ còn 2 cơ hội thôi. Bạn đã kiếm được nhiều đồng tiền vàng như thế này ư? Hãy cho đồng xu vào trước khi bắt đầu trò chơi. Nếu ném chúng vào chiếc đồng hồ thì bạn sẽ có thể kéo dài được thêm thời gian. Bạn đã kiếm được nhiều đồng tiền vàng như thế này ư? Nếu muốn chơi trò này,
Nếu muốn chơi trò này, bạn cần phải có 100 đồng tiền vàng. Đây là trò chơi đập vỡ trứng vàng. Có 5 cơ hội để đập vỡ quả trứng vàng. Còn lại 4 cơ hội. Yeah, nhận tiền thưởng tại đây. Bạn còn lại 3 cơ hội. Ê, chẳng có cái gì cả. Bạn chỉ còn 2 cơ hội thôi. Yeah, nhận tiền thưởng tại đây. Cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc. Bạn thật là giỏi. Bạn đã kiếm được nhiều đồng tiền vàng như thế này ư? Đây là trò chơi đuổi vịt. Hãy cho đồng xu vào trước khi bắt đầu trò chơi. Bắn súng nước sang phải và sang trái để đuổi vịt có hang nào. Giỏi lắm, cho bạn thêm 5 giây. Lại xuất hiện thêm rất nhiều vịt này. Hãy đuổi chúng vào hang nhanh lên. Ôi trời ơi, vịt bị mắc lại rồi. Hãy giúp chúng nhanh lên.
giỏi, bạn đã kiếm được nhiều đồng tiền vàng như thế này ư? Nếu muốn chơi trò này, bạn cần phải có 100 đồng tiền vàng. Bạn mở thành công trò chơi này. Đây là trò chơi đầy. Nếu bấm vào đây thì sẽ có thêm rất nhiều đồng tiền vàng. Bạn hãy cầm lấy tất cả số đồ chơi, số kẹo và số đồng tiền vàng đặt ở trên bàn. Cố lên, hãy thử thêm một lần nữa, bạn có thể làm tốt hơn mà. Đây là trò chơi đầy đồng. Bạn đã kiếm được nhiều đồng tiền vàng như thế này ư?